Alo, xin chào tất cả anh chị và các bạn. Rất vui lại được gặp cả nhà trong bài video lần này. Như thường lệ thôi, chúng ta đã cùng nhau trải qua một phiên giao dịch, lại tiếp tục là một phiên mang một cái sắc thái thận trọng, một cái câu chuyện liên quan đến thị trường khi chúng ta đang bị thiếu trụ, khi những cái thanh khoản bắt đầu giảm dần và những cái nỗi lo về liệu có một cái pha điều chỉnh mạnh xảy ra hay không. Thì đây là cái điều mà chúng ta cùng chia sẻ và nhìn nhận trong video lần này nhé. Okay, chúng ta sẽ cùng điểm qua một tí về diễn biến của thị trường toàn cầu trước khi mà chúng ta đến với cái câu chuyện của thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Nhìn chung nhé, về câu chuyện của thị trường toàn cầu ấy, thì cái thông tin về Fed đã khẳng định là thị trường vẫn đang ổn, và các nhà đầu tư nên phải hiểu đúng về về cái bức tranh của thị trường lần này, đó là thực ra nó không quá phức tạp và nó không như những câu chuyện lạm phát mà chúng ta đã chứng kiến trong giai đoạn trước. Cái minh chứng rõ ràng nhất là với chỉ số của inflation, fidelity nhé. Fidelity thì inflation, thì qua cái hai phiên vừa rồi thì cái chỉ số về những cái thông số về những cổ phiếu liên quan đến có lợi khi mà lạm phát tăng ấy, thì đây thì nó đã bị giảm chiều rất là sâu. Mặc dù như vậy thì thị trường nó cũng giống như là một cái câu chuyện mà hạ cánh ở trên cái sân bay và chúng ta có những cái nhịp nhún rung lắc trước khi về lại cái vùng an toàn, thì nó cũng giống như là những chỉ số SPX mà chúng ta đang xem thôi. Tức là khi mà có sự thay đổi chính sách thì chắc chắn là phải sự có một sự rung lắc ở trong khu vực của thị trường lần này. Điều này là điều không không thể tránh khỏi. Tuy nhiên là cái hành động sau đó nó mới là cái điều quan trọng nhất, và cái hành động sau đó thì rõ ràng rồi, khi mà hầu hết các chỉ số đều đã chuyển lại cái pha biến động khá là an toàn trong một cái vùng biên an toàn nhất định, và do vậy thì mình không không đánh giá là thị trường đang bị xấu đi đâu, mà đơn giản là chúng ta đang ở trong một tình huống là thị trường đang rung lắc theo cái hướng là hỗ trợ hơn là cái hướng là tiêu cực. Và đấy là cái điều mà chúng ta cần cần phải nhìn nhận trong thời điểm này. Thứ hai là mặc dù ấy là hôm nay đóng đóng phiên là màu đỏ, một câu chuyện đỏ, nhưng ở đây thì chúng ta nhìn thấy này, có vẻ như là bắt đầu cảnh báo những cái lượng mua lên bắt đầu điều tiết dần, tức là cái dòng tiền mua lên họ đang bắt đầu họ thận trọng hơn, không phải là mua theo mọi tình huống nữa, mà đơn giản là họ phải cần phải có một lý do cụ thể hơn để họ mua, và đây cũng là lý do mà cái thanh khoản nó bị chiết khấu giảm rất là sâu trong phiên dịch ngày hôm nay, thì cũng như là cái mạch tư duy mạch mạch tư vấn mà chúng ta nhìn nhận trong cái bài video trước đấy thôi. Đó là chúng ta sẽ trong bài video trước đấy thôi, đó là chúng ta sẽ cần phải hết sức lưu ý trong những cái tình huống thị trường lần này, như mình có chia sẻ thôi, đó chúng ta nên bắt đầu cẩn trọng trong những cái pha giao dịch của thị trường, đặc biệt là khi mà cái cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm ngân hàng bắt đầu quay trở lại thị trường. Đây là cổ phiếu về về các cổ phiếu của nhóm ngành ngân hàng nói chung. Thì ngân hàng hôm nay bắt đầu dấu hiệu quay trở lại thị trường rồi, thì chúng ta sẽ cần phải một vài phiên nữa mới có thể xác nhận được là liệu có tiền có vào lại ngân hàng hay không, hay là tiền lại sang bán lẻ. Còn trong nhóm ngành tài chính thì hôm nay cũng tăng trưởng khá là mạnh. Nhìn chung ấy là thị trường đang cố gắng xác định một cái trụ mới cho đến thời điểm này. Và nếu mà chúng ta nhìn vào bức tranh của chỉ số VN30 đi, chỉ số VN30 thì chúng ta cũng thấy được điều này khá là rõ. Khi mà VN30 bắt đầu tiệm cận lại vùng đỉnh cũ thì bao giờ cũng thế, khi mà tiệm cận lại những cái câu chuyện đỉnh cũ này này thì chúng ta không thể tránh khỏi những câu chuyện rung lắc, để mà giá tích lũy được cái vị thế mới cũng như là thay thay máu dòng tiền để chúng ta có một cái đà tăng trưởng cũng chắc hơn. Còn nếu trường hợp mà theo mình là nếu trường hợp mà thị trường tăng lên ngay ấy, thì lúc này mới là nguy hiểm, khi mà thanh khoản giảm rất là sâu và thị trường lại tăng lên ngay thì đây là điều không nên đâu, không nên xuất hiện. Do vậy thì chúng ta một lần nữa nhé, khẳng định lại là chúng ta sẽ cần phải có một vài phiên rung lắc, nhiều khả năng là sẽ còn phải rung lắc khá là xa đấy, ít nhất là hết tuần này, để thị trường nó quay trở về lại cái vị thế cân bằng ban đầu. Và nhìn nhận ở trong cái bài video chúng ta cũng thể nhìn nhận rõ câu chuyện là ví dụ ngày hôm qua đi, nếu mà trường hợp mà mở các vị thế mua mới thật sự khó, dùng chỉ báo hệ thống chỉ báo tâm lý thị trường của HSC thì anh chị có thể nhìn nhận rõ cái bức tranh này. Khi mà hôm nay bắt đầu cái bức tranh này nó hạ xuống khoảng 36%, nhưng có một điều mà chúng ta cảm thấy khá thú vị, đó là cái dòng tiền gọi là bán ra, dòng tiền một tháng trở lại đây thì nó giảm theo, chứ nó không không phải là dấu hiệu là nó tăng lên. Và những cái dấu hiệu phân kỳ như thế này là những cái dấu hiệu mà cho thấy là cái lực mua đang tích cực. Ở thời điểm hiện tại thì lực mua không không ổn lắm đâu, và do vậy là chúng ta bắt đầu chuyển sang tiếp tục là tư thế phòng phòng thủ nhé,
và thậm chí là bắt đầu hạ tỷ trọng những cổ phiếu mà chúng ta trong danh mục được rồi, bắt đầu hạ tỷ trọng dần được rồi. Và với đà lan tỏa theo vốn hóa và lan tỏa theo thanh khoản cũng tương tự như vậy. Khi mà ngày hôm nay ấy, thì có thể chứng minh rõ câu chuyện là lan tỏa vốn hóa bắt đầu có dấu hiệu là giảm, không không còn khả năng là hết, gọi là hết dư địa tăng, bây giờ nó phải giảm đi thôi. Với thanh khoản cũng tự như vậy, thanh khoản hôm nay bị điều tiết khá là xấu khi mà về lại cái vùng của giá, về lại vùng 80, tức là thực ra là cái lực bán nó không dội lên, lực bán nó không dội lên thì chắc chắn một điều là cái lực gọi là thị trường sẽ không không giảm sâu. Với những thanh khoản tiết chế như thế này thì chắc chắn một điều là chưa chưa phải thời điểm mà chúng ta phải kỳ vọng là thị trường giảm. Tuy nhiên là để thị trường tăng ấy, thì còn rất nhiều yếu tố khác nữa kỳ vọng vào lúc này, chứ không phải tự dưng mà tăng được ngay. Với chỉ số VN-Index cũng thế, hiện nay chúng ta đang loay hoay ở trong cái vùng đỉnh giá, nhưng mà có tạo lập vùng đỉnh giá nhưng với một cái thanh khoản giảm đi thì chắc chắn một điều là đây là điều một yếu tố mà mình đánh giá là sẽ không không thật sự tích cực lắm cho thị trường lần này đâu. Những cái pha mà rung lắc như thế này ấy, thì chắc là sẽ cần phải một vài phiên nữa để mà chúng ta thật sự là kỳ vọng là giá có một cái nhịp tăng trưởng lên đáng kể. Mặc dù vậy là cái vùng ngưỡng 1.400 sẽ còn không xa, cũng chưa phải cái thời điểm mà chúng ta cần phải một cái tư duy là tiêu cực, mà đơn giản là chúng ta sẽ cần có một sự cẩn trọng hơn trong những lệnh giao dịch thôi. Và thậm chí là những cái vị thế mua bây giờ cũng rất khó nó mở vị thế rồi. Ví dụ là VCB hôm nay là một mã, một cái mẫu hình mà tương đối đẹp trong nhóm ngân hàng, cái bứt phá đỉnh tích lũy nền đầy đủ ổn định cả. Tuy nhiên là để mà thật sự là mua hay không thì thật ra cũng 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 rất là khó để chúng ta có thể theo dõi và mua với VCB trong những nhịp thị trường như thế này, hay là với những một cổ phiếu ngân hàng khác là TCB đi, TCB đi, thì nó cũng đang tích lũy nền, hay là cổ của MB Bank. MB Bank thì hôm nay cũng cũng không bứt phá được cái vùng vùng đỉnh giá. Nhìn chung ấy, là thị trường ngày hôm nay là một câu chuyện là xanh vò đỏ lòng. Và chắc chắn một điều rồi, những cái tư thế của thị trường như thế này, tình huống này ấy, đặt ra câu chuyện là chúng ta cần phải hết sức là lưu ý trong những cái việc mà mở những vị thế mới, thậm chí là chúng ta có thể ưu tiên quan sát trong một vài phiên nữa vẫn được. Đó là với điều kiện thị trường chung. Còn với điều kiện thị trường của các xu nhóm ngành thì chúng ta sẽ tập trung vào nhóm ngành nào, thì nếu anh chị đấy thấy một số nhóm ngành ở đây ấy, cụ thể là những cái nhóm liên quan, ví dụ như là xuống thị trường thì chúng ta có những nhóm là VN30, trong trong đấy là nhóm bảo hiểm, ngay cả bảo hiểm hôm nay cũng cũng bị bán khá là sâu. Khi với ngân hàng thì bây giờ cổ phiếu trụ nó lại trở thành là cổ VCB hay là cổ BID, đều là những cái mã mà cũng mới xuất hiện trong thời điểm gần đây. Tức là sao ạ? Các cái cổ phiếu nhóm phía tạo lập họ cũng đang cảm thấy là hơi hơi khó để lựa chọn những cái cổ phiếu ngân hàng leading trụ cho thị trường trong đợt này. Hay là nhóm ngành dầu khí cũng thế. Nhóm ngành dầu khí thì PLX hôm nay cũng không không phải là một cái cổ phiếu mà thật sự kéo thị trường. Hay là ngành tài nguyên cơ bản thì vẫn là HPG, sắp đến thang kỳ vọng là 1 tỷ cổ phiếu chuẩn bị đổ vào thị trường thì không biết là có bán hay không. Với nhóm ngành hóa chất thì những cổ phiếu như GVR hôm nay cũng chỉnh này, DGC, DCM thì hôm nay xanh, hay là những dịch vụ tài chính thì chúng ta vẫn có những cổ phiếu rất rất khỏe đây, ví dụ là SSI, VCI hay là HCM đều là vẫn đang dồn dập ở câu chuyện của tài chính, đang kỳ vọng quý này đang tăng trưởng khá tốt. Trong đó công nghệ thông tin thì vẫn có cổ phiếu của FPT, CMG, một đối thủ của FPT ngoài ngoài Bắc, nhưng mà thật ra là cũng CMC thì nói chung mình cũng không không đánh giá tốt bằng FPT đâu. Trong nhóm ngành bán lẻ thì chúng ta có Mobileworld, DigiWorld. Ok, thì đó là một số các cái nhóm ngành, nhưng mà để thật sự mà leading thị trường thì một lần nữa mình vẫn nhấn mạnh là khi mà thiếu sự tham gia của bất động sản, không có sự tham gia bất động sản hỗ trợ cho VN30 thì chắc chắn một điều ấy, là hoặc là nhóm ngân hàng này, hoặc là một nhóm ngành, những cái nhóm ngành còn lại, điện nước, xăng dầu, khí đốt, hay là những cái nhóm ngành tổng quan của tất cả các nhóm ngành này mới mới gọi là đủ để cân đối lại với cái đà tăng trưởng của thị trường, và đặc biệt là chỉ số VN30. Nói cách khác là hiện nay khi mà thị trường mà đang bị thiếu trụ, chắc chắn một điều là những sự rung lắc và loay hoay nó sẽ vẫn còn tiếp diễn. Đó là với nhìn nhận chung của thị trường. Còn với các cái hợp đồng tương lai ngày mấy hôm nay chúng ta giao dịch như thế nào thì thật sự mà nói là rất khó, loay hoay rung lắc thế này thật sự là rất khó để giao dịch. Hôm nay thì chúng ta có một thế lệnh là mua tại vùng vùng đáy là vùng của 1.485, kéo về 1.482 giữ được thì mua, và chúng ta nói chung là không có lãi thôi, hoặc là lãi rất mỏng.
chứ chứ thật sự là vẫn chưa đủ để chúng ta kỳ vọng là mua mua lên thêm một cái cách gọi là ổn thỏa đâu. Đây là cái mà chúng ta cần phải hết sức lưu ý trong những phiên giao dịch sắp đến, đặc biệt là với chỉ số của VN30 1M nhìn theo đồ thị hệ thống Pivot Point. Thường ấy là mình hay sử dụng hệ thống này để chúng ta xác định được hai yếu tố. Thứ nhất là hiện ra đây là giá đang khỏe hay là đang yếu. Thứ hai là chúng ta xác định được là cái biến động giá nó mạnh hay không mạnh. Ví dụ thời điểm này là biến động giá rất mạnh và thời điểm này là biến động giá không mạnh và đang có một cái khả năng là xác lập một cái xu hướng mới. Thì hôm nay thì chúng ta đã nhìn thấy là việc mà thứ nhất là cái dòng vốn họ đi rất cân bằng so với VN30. Và đây cũng chứng tỏ một điều là đang có sự thay đổi trong tâm lý của dòng tiền rồi. Và thứ hai là đây là lần thứ hai giá cắt xuống đường của pivot. Lần đầu là cắt xuống đường pivot của cái ngày hôm 21. Xong bây giờ chúng ta tiếp tục có một hiện tượng là giá cắt xuống đường pivot. Nhưng dù sao nữa ấy, thì cái mẫu hình nến, hai nến mà rút chân gần nhất ấy, nó đủ để cho chúng ta kỳ vọng là giá sẽ tiếp tục loay hoay, chứ chưa phải là một cây giảm hay một cây tăng trong những nhịp thị trường như thế này. Ok ạ. Thì đó là một cái số nhìn nhận chung nhé, và chúng ta phải xác định rõ là thị trường thật ra chưa phải là thời điểm xấu, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội để duy trì nhất là tăng trưởng nhất định. Tuy nhiên là để mà mở vị thế mua mới thì lúc này chúng ta phải hết sức cẩn trọng, đặc biệt là khi mà giá lên đỉnh mà cứ thanh khoản cứ tụt như thế này thì đây là yếu tố mà chúng ta đánh giá là không tốt, và đặc biệt là hôm nay cũng đang bắt đầu chuyển vào cái xu hướng gần gần như là lặng sóng một vài phiên rồi, giá đang đang rất lặng sóng một vài phiên và không có sự phân kỳ giữa lực mua lên và lực bán xuống. Thì như vậy thì đây là yếu tố mà đánh giá là khá khá khó cho thị trường thời điểm này. Và kỳ vọng với nhóm ngành ấy, thì mình quan điểm như sau: nếu có hai vấn đề, nếu trường hợp mà nhóm ngân hàng mà vẫn giữ vững và tiếp tục là trụ cho thị trường thì chắc chắn một điều là chúng ta sẽ cần sự tham gia của VCB, chúng ta phải cần sự bứt phá của BID hay là sự bứt phá tiếp tục của CTG, và nếu mà trường hợp ấy mà thứ hai, trường hợp tích cực thứ hai là nhóm ngành bất động sản bắt đầu xanh trở lại thì lúc này mới ổn. Còn nếu trường hợp mà thiếu sự tham gia của ngân hàng bất động sản mà bắt đầu bằng những sự hỗ trợ từ nhóm cổ phiếu nhỏ lẻ hơn ấy, thì lúc này là lúc mà chúng ta nên nên bắt đầu là cũng phải chuyển sang các vị thế giao dịch với những cái cổ phiếu dòng mid hoặc là small cap chứ không giao dịch với cổ phiếu lớn nữa. Ok nhé. Nhìn chung thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta xác định một số cổ phiếu trụ cho phiên giao dịch ngày mai. Hôm nay thì VBank có nhịp tăng lên trở lại. Đây là yếu tố mà mình đánh giá là khá tích cực cho thị trường trong giai đoạn này rồi. VBank, HCM ở trong nhóm ngành tài chính có nhịp tăng, và đặc biệt là HCM mẫu hình khá đẹp. Với VBank thì chưa phải là thời điểm thích hợp để chúng ta mua lên đâu, mà thậm chí là đây mẫu hình cảm giác như là đang kéo một nhịp sau để chúng ta có một nhịp phân phối mạnh hơn tại khu vực ở trên này. Do vậy là chúng ta cũng về ngắn hạn thì có thể kỳ vọng phiên mai là VBank sẽ kéo. Nhưng mà về dài hạn thì VBank không có vẻ như không phải là trụ ta quan tâm nữa, mà cái quan tâm hơn là trụ của VCB. VCB nếu trường hợp mà VCB kéo kéo được thị trường ấy, và hỗ trợ tốt ấy, thì đây sẽ là cái nhịp mà chúng ta sẽ đảo lại cái kỳ vọng về thị trường đang chuẩn bị điều chỉnh trong những giai đoạn hiện tại. Hoặc là với những cổ như VHM mà tiếp tục là làm nền, mà tiếp tục là kéo như hôm nay là rút chân ấy, thì đây là một điều khá khá vững để cho chúng ta sẽ kỳ vọng là nhóm cổ phiếu Vin, dòng Vin sẽ quay trở lại và hỗ trợ thị trường trong những cái nhịp mà thị trường giảm sâu. VRE cũng thế, VRE hôm nay vẫn xấu rồi, chúng ta chỉ có mỗi VHM là tốt nhất thôi. Với VIX thì cũng có thể là kỳ vọng một tí, nhưng mà thật sự không 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 đủ nhiều. Chúng ta có thể kỳ vọng là những cái cổ phiếu này sẽ mang tính leading hay là tính dẫn dắt thị trường trong một vài phiên tới. Ok, thì đó là một số nhìn nhận chung trong thị trường ngày hôm nay nhé. Do vậy thì tổng kết lại, chúng ta vẫn sẽ phải giao dịch theo hướng là mua thấp bán cao, chưa thể mà kỳ vọng là nó sẽ bứt phá đỉnh ngay được đâu khi mà thị trường đang thiếu trụ, và cái câu chuyện mua thấp bán cao nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ có hai vùng biên giá để chúng ta thể xử lý được. Một là nó lên khoảng 1503 và thứ hai là test lại vùng 1482, và nếu trường hợp mà giá test 1482 thành công ấy, thì chúng ta sẽ mua lên được 1504 và ngược lại nhé, vẫn tiếp tục là mua thấp bán cao cho đến thời điểm mà thật sự là thị trường có sự thay đổi về chất, lúc đấy chúng ta mới có thể kỳ vọng là một cái đà tăng trưởng tiếp diễn. Thời điểm này cũng khá là phức tạp đấy. Nó rơi vào những thời điểm mà như chúng ta hay giao dịch những thời điểm của vùng giá của 1250, nhưng mà thời điểm đó thì còn sự hỗ trợ tốt hơn từ phía của thị trường phái sinh, và hiện tại là bên phái sinh hiện nay cũng đang yếu dần rồi. Do vậy là chúng ta cũng phải hết sức lưu ý nhé những cái giai đoạn mà nhịp nhịp thị trường như này. Ok ạ.
Thì đó là một cái quan điểm chung thôi, và chúng ta sẽ cùng tiếp tục quan sát thị trường trong phiên dịch của ngày mai nhé. Xin cảm ơn anh chị các bạn đã dành thời gian theo dõi video lần này của Châu ạ. Xin chào và hẹn tạm biệt anh chị.